Rồi chào các bạn nha. Hôm nay trên cùng cái đồng cỏ, vì trời mưa nấm mọc rất là nhiều, thì môn nhân tiện mình cũng review cho bạn một loại mấm để mình phát hiện luôn. Bạn coi cái nấm này nè, bên ngoài thì trắng 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 hết nha. Rồi mình hái thử cây bạn coi ha. Rồi mình làm bên dưới cho bạn coi nè. Bạn coi bên dưới cái này. Bên dưới thì kia có cái vòng nấm, có vòng nấm luôn. Và kia nhưng mà kia sọc sọc này nè, kia dưới cái mũ nấm của nó thì nó lại là màu hồng. À, hai cái này bạn coi luôn. À, rồi. À, khác nhau. Cái cây này là chuyển thành màu đen. Này à. Bên dưới là màu đen. Rồi, mình coi sau đây mình coi về con nhím ha. Đây. Đây có mấy cây thôi. Đây một cây. Ở đây một cây nữa. Mưa mọc nhiều lắm bạn ơi. Đây một cây nữa. Đây có mấy cây nữa nè. Rồi mình giới thiệu sơ cái nấm này ha. Thì nấm này người ta trong tiếng Anh á thì người ta gọi là nấm gì? Thì người ta tiếng khoa học thì nó tiếng khoa học như là Agaricus. Agaricus thì nó thuộc nhóm nấm mỡ. Và tiếng Anh thì nó gọi là Meadow Mushroom đó. Thì cái nấm này á, nó chuyên mọc trên các đồng cỏ, nó giống như cái mấy cái nấm nấm hoàn nguyên mình nói trước đó. Đó thì chuyên mọc cái đồng cỏ nè. Khi cái nấm này mọc á thì cái mũ nấm màu trắng nè. Mũ nấm màu trắng nha. Mình cào thử bạn coi nè. Cào ra nó không có biến màu. Nếu mà nó biến thành màu vàng nó đọc mà, nhưng mà cái này nó không biến màu. Vẫn nguyên y chang màu cũ luôn, mình thử bạn coi. À mùi có người rất là thơm, thơm nhẹ thôi. Hơi thêm nhẹ, có mùi đất nhẹ thôi. Rồi. Có một cái vòng nấm ở đây, có một cái nó có cái vòng nấm trắng ở đây. Rồi, khi nấm này già đi, còn nhỏ thì nó này nha, nhưng mà khi nó già đi thì coi cái nấm này. Đấy, yeah. Ok, già. Khi nó già đi thì nó bắt đầu chuyển thành màu nâu. Bên dưới mấm chuyển thành màu nâu hoặc là màu đen, già nữa thì nó đen. Rồi, cái nấm này là nấm ăn được ha. Gần chuyên mọc trên các đồng cỏ, tiếng Anh là Meadow Mushroom đó. Nói rồi. Và đây là nấm ăn được. Mình ăn lần là mình biết. Mình cái nào ăn được thì mình sẽ nói cho các bạn biết. Đây nấm ăn được ha. Nó chuyên mọc trên các đồng cỏ. Nên mà bạn hái nấm thì bạn hái cái tươi tươi này. Đừng hái cái nâu nâu quá, cái tươi thì ăn ngon hơn. Về bạn luộc lên bạn xào nó ngon lắm. Cắt cái chân nấm đi, bạn cắt cái chân nấm đi này. Đó thì bạn lấy bạn luộc đi. Nấm này thuộc nhóm nấm mỡ, mình nói rồi, nhóm này thuộc nhóm nấm mỡ ăn được. Trên đồng cỏ này thì nhiều nấm sau mưa mọc lắm, nhiều cái nấm ăn được. Đó, cắt cái nấm đi. Sau đó bạn đem về bạn làm sạch. Làm sạch đi ha. Rồi bắt đầu nhúng nước để ăn. Thường mọc cái đồng cỏ nấm này ăn cũng khá ngon đấy. Bên nước ngoài ta săn nhiều lắm. Ồ, thử có mẻ này coi. Đây, cái này còn ngon. Cắt cho bạn coi. Yeah, cắt. Rồi, rồi đó. Màu này nó bắt chuyển hơi màu đó. Từ bên dưới màu vàng chuyển thành màu xanh. Nấm này ăn bổ lắm á. Ăn được. Nhưng mà mũ nấm màu trắng hết nha, trắng phau rồi không có gì hết. Bên dưới cái nấm màu hồng. Đó, cái loại nấm nào mà mũ trắng mà cái cánh cái bên dưới cái sọc nó là màu hồng á, hồng hay là cam cam hay là đỏ đen thì nó thuộc nhóm nấm mỡ đó. Cái nấm mỡ này người ta nuôi trồng được nhiều rồi, nhưng nhóm nấm mỡ này mấm khác, chỉ mọc trên đồng cỏ. Mà bạn nào có cơ nhà có đồng cỏ thì nhớ hái được á, trên Chu Đức cũng có nhiều nấm này lắm, mình thấy cũng nhiều. Nếu hái được thì cứ ăn cái nấm này. Ngon. Rồi cảm ơn các bạn coi clip ha. Chào các bạn.